Đó, thợ tét chai cái đó. Chủ tay ghe bữa thì gách cái áo thợ tét chai vậy, quần gách đít luôn. Chết luôn. Rồi ghe 5,5 tấn, chủ ghe đang lắp dò chuẩn bị giao luôn. Cậu cho cảm nghĩ cậu. Sướng không? Sướng không? Vậy là cực quá cực hả? Thôi mẹ thôi con đổ đuối luôn mà. Quá trời quá đất cực. Ngày tôi ngồi gian đầu tầng à. Gian đầu. Tranh thủ tôi 19 vào ghe phải không? À, ghe 5,5 tấn bữa bán nay dọn gần xong rồi. Tới 19 là giao ghe. Quá tài quét vô này. À, chị bữa mua ghe ơi. Bữa chị nói cây trắng trắng là nay quét vô. Cây đẹp quá chị ơi. Quét vô cây đẹp quá chị ơi. Nay dọn sạch sẽ rồi. Vài bữa nữa chị lên là chị nhìn chiếc ghe không ra luôn. Ghe kia cũng xong rồi, chút nữa về thành phố luôn rồi. Tiệt tùng. Sao cậu, cực không? Quá cực quá không? Cậu lên, cậu lên. Đây, nó muốn tới chai của 200 ngàn ngày rồi. Kén lòn chứ sao vậy? Đây, 5 tấn sau núi dọn. Chuẩn bị xong. 3 ngày nữa. 3 ngày nữa là giao ghe cho chị. Chuẩn bị xong rồi, 3 ngày nữa mới xong. Mới chuẩn bị thôi chứ chưa chắc cứu. Rồi, mọi người mua ghe gì liên hệ số điện thoại em để bên dưới nha. Ghe còn một nồi đây nè. Đó, ưng mắt chiếc nào liên hệ em. Cảm ơn mọi người. Đã tạo mọi người ủng hộ kênh của Tâm Vlog. Thích chiếc nào? Alo em nha. Rồi, tạm biệt mọi người. Bye bye.